Mình xin chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ thay đổi được cái kiểu hiển thị đa nhiệm ở trên những cái dòng máy Xiaomi, Redmi và Poco nha. Thì chắc hẳn là các bạn không còn xa lạ gì với cái kiểu đa nhiệm ở trên những cái dòng máy điện thoại Android. Thông thường là nó sẽ sắp xếp những cái ứng dụng theo chiều ngang như thế này và các bạn có thể là vuốt ngang để xem lại những cái ứng dụng mà các bạn đã mở trước đó, hay còn gọi là xem lại ứng dụng đa nhiệm. Tuy nhiên thì trên Xiaomi nó lại có cái kiểu đa nhiệm, đó là các bạn cần phải vuốt dọc như thế này. Đó, các bạn vuốt lên vuốt xuống để xem lại cái ứng dụng đa nhiệm. Thì nếu như các bạn không thích kiểu hiển thị như thế này, các bạn muốn nó hiển thị trên chiều ngang thì chúng ta sẽ thay đổi lại nha. Và để thay đổi được cái kiểu đa nhiệm thì trên điện thoại Xiaomi, Redmi và cũng như là Poco thì các bạn sẽ mở mục cài đặt lên. Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là màn hình chính. Ở trong cái mục màn hình chính này các bạn kéo, nó sẽ có cái phần đó là sắp xếp các mục trong gần đây, các bạn chọn vào và các bạn sẽ có thể thay đổi được cái kiểu hiển thị đó là dọc hoặc là ngang. Đây, mình sẽ chuyển thành ngang và bây giờ thì mình vuốt như thế này. Thì các bạn thấy là lúc này cái phần đa nhiệm nó đã hiển thị theo đúng cái chiều ngang giống như là trên hầu hết những cái hãng điện thoại Android khác. Đó.